Hello mọi người, cảm ơn mọi người lại quay lại cái kênh chuyện thường ngày của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9 và mình cũng làm một tập podcast mới cùng với một bạn để collab cho cái tập này. Thì chủ đề tuần này bọn mình chọn đó chính là chủ đề của bọn mình là ký ức. Có lẽ bọn mình sẽ nói một chút về ký ức khi mà bọn mình già đi hoặc là cái cách mà để lưu về ký ức. Trước khi vào và tập podcast chính thức thì mình sẽ nhường mic lại cho bạn collab để giới thiệu. Say hi. Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Hình như đây là lần thứ ba mình collab với bạn chung phòng. Thật sự thì mình cũng không có nhớ chính xác được hai chủ đề gần nhất mình là gì. Thế thì nói về chủ đề ký ức á, bạn có nhớ là ký ức xa nhất mà bạn nhớ lại là khi nào? Ký ức mà còn nhỏ nhất, thời còn nhỏ nhất á, hình ảnh nhỏ nhất mà mình đã từng nhớ là gì? Ký ức xa nhất mà trong đầu mình còn lưu lại đó là khoảnh khắc mình lấy bình sữa của em bé của đứa em của mình, nó đang bú sữa và mình lấy cái bình sữa đó mình uống. Thì mình không không chắc là đó là ký ức thật, nhưng mà cái điều này đó là một cái hình ảnh một cô bé đã giật một cái bình sữa của em gái mình, và sau đó thì bị mẹ và ba hình như là la là không được làm như vậy nữa thì phải. Tuy nhiên mình cũng có nghe ba mẹ và mấy em ba mẹ mình kể là còn về cái hình ảnh đấy, thì mình không có sure rằng là đó là ký ức chung của gia đình hay là ký ức của mình, nhưng mà hiện tại nó là cái ký ức mà bé nhất mà mình có thể nhớ. Lúc đó chắc mình cỡ tầm 2 tuổi. Có vẻ đặc điểm chung của ký ức ấy, là khi mà để nó rất lâu rồi thì mình không còn quá sure về nó nữa. Nó là một cái hình ảnh nào đó mà nó gắn với mình. Và mà nhiều khi mình cũng không hiểu lý do tại sao mình lại nhớ cái hình ảnh đó trong vô vàn hình ảnh khác. Tuy nhiên mình nhớ rất rõ và không bao giờ quên cái hình ảnh đó. Có điều là mình không nhớ chính xác được detail của nó. Cái hình ảnh đó nó sẽ được trộn với rất nhiều cái những thứ khác, những cái tưởng tượng, những giấc mơ hay là những suy nghĩ của mình khi lớn lên. Chỉ là nó sẽ theo theo mình, có khi theo cả đời là mình nhớ đã từng có một hình ảnh như vậy. Nhớ một cái ký ức hồi nhỏ, không biết lúc đó mình bao nhiêu tuổi luôn, nhưng mà rất là nhỏ, chắc là khoảng hai tầm 2-3 tuổi gì đó thôi, có thể nhỏ hơn, là ngồi ngoài hành lang với ba mẹ nói chuyện, nhìn những cái cửa hành lang. Thì điểm đó hành lang là thông qua, nó có hành lang chung và hành lang riêng, tại ở nhà chung cư, ngăn cách nhau một cái cửa gỗ, và cái gỗ đó nó không có full hết cái bức tường mà là nó có khoảng hở ở trên. Nhìn qua khoảng hở đó là sẽ nhìn thấy hành lang chung ở ngoài của chung cư. Thì mình có cái ký ức là ngồi trong hành lang chung, hành lang riêng của của nhà, ba mẹ thì ngồi nói chuyện ở đó, và mình nhìn qua cánh cửa, và phía trên cánh cửa đó nó có một cái mặt nạ hay một cái gì đó trồi lên nhìn vào mình. Mặt nạ đó dễ thương lắm, nó không phải là một quái vật hay là monster hay là mà gì hết. Nó một cái mặt mà cho tới bây giờ á, thì não mình nó tổng hợp lại hình giống như là một cái mặt hình Donald này, một cái mặt dễ thương gì đó. Nhưng mà tự nhiên lại nhìn qua một cánh cửa và có một cái mặt nạ trồi lên trên nhìn mình. Lúc đó thì mình vẫn nhớ rõ nha, là mình nhỏ và mình không có nói với ba mẹ hình ảnh mình thấy. Và sau đó là mẹ ẵm vô trong, ba mẹ nói chuyện xong, mẹ ẵm vô trong giường và hát ru cho ngủ. Bởi vì mình chắc chắn hình ảnh là hát ru cho ngủ, cho nên mình nghĩ là thời điểm đó mình phải là khoảng 2-3 tuổi thôi, chứ lớn hơn thì không ai hát ru cho ngủ đâu. Và tới chiều á thì ba ẵm, và mình không biết lúc đó mình nói chuyện với ba như thế nào, nhưng mà ba hiểu được là mình đang muốn ba ẵm ra ngoài đó và muốn nói là mình buổi trưa con có nhìn thấy cái gì ngoài đó. Và mình nhớ ký ức là ba ẵm ra, ba chỉ cái đó, ba nói đâu có gì đâu. Mình cũng không nhớ lúc đó mình nói như thế nào, mà biết biết nói chưa hay là nó bập bẹ sao không biết. Nhưng mà nhớ chắc chắn là sau khi ngủ dậy có kể câu chuyện đó với ba, và ba ẵm ra và nói là đâu có gì đâu. Có khi ký ức đó là cái chuyện mình thấy mặt nạ đó chắc là một phần trong giấc mơ của mình trong buổi trưa đó, lúc mình ngủ. Nhưng mà cái hình ảnh mà mẹ ẵm vô hát ru cho ngủ và xong rồi buổi chiều ba ẵm ra chỉ vô đó, đâu hình ảnh nó lưu gần như mình cảm giác nó rất thật luôn. Nó không không có không thể là giả được. Nghĩa là cái cảm giác của mình là mình không thấy nó giả chút nào, nghĩa là mình tin rằng là chỉ có nó thôi chứ không thể nào mà sai lệch được, đúng không? Đúng rồi.
về mặt logic á thì tin là cái chuyện mình nhìn thấy một cái mặt nạ lòi lên trên cánh cửa đó thì cái đó sẽ là cái ước giả, cái đó là một giấc mơ được trộn vào, nhưng mà tại toàn bộ những chuyện đi sau đó nó rất là thật, thì cho dù bây giờ toàn bộ giả nữa cũng không biết được. Hiện giờ mình chỉ có thể giải thích được là đã nằm mơ thấy một cái gì đó, rồi xong sau đó là nó nói với ba ẩm ra, và một cách nào đó não của mình, một cái random nào đó não nó quyết định lưu là hình ảnh đó. Nếu bây giờ mình ngồi nhớ lại những ký ức mà hồi nhỏ của mình mà não nó lưu á, là không có tìm được lý do tại sao não lưu, nhưng mà tự nhiên nó lưu vậy, lâu lâu tự nhiên có một hình ảnh nó lưu được tới bây giờ. Mình nhớ có một số hình ảnh được lưu ở trường mẫu giáo này, một hai hình ảnh, không phải nhà mẫu giáo mà phải là nhà trẻ, với mà cái hình ảnh được lưu cách mà cô dẫn đi ăn ô gì đó, đó là nó phải là nhà trẻ chứ không phải mẫu giáo, và khoảng một hai hình ảnh gì đó mà được lưu một cách mà không có, nó không có logic gì cả, tự nhiên là não ngày hôm đó nó quyết định là mày sẽ nhớ hình ảnh này cả đời, và nó quyết định lưu lại. Bản thân ta thấy là cái chuyện mà ký ức mà càng lâu mà có thể nhớ được lâu á, là do bản thân ta cũng đã kể lại chuyện đó cho người khác, hoặc là những người thân khác trong gia đình họ cũng nhắc về những cái bối cảnh, những cái sự kiện tương tự, thì thường những ký ức đó sẽ được lưu lâu hơn một chút xíu. Thì không biết bạn có giống vậy không? Cái đó, những ký ức được cũng có đúng không, Thì đó. cũng có, tôi cũng có, nhưng mà đó là những ký ức mà lớn hơn một chút mới có, thấy thấy càng lớn á, cái ức của mình mà được lâu khi mà mình càng lớn thì nó càng ít thú vị. Tôi nhớ có một lần tôi đọc một cuốn sách về ký ức giả. Nghĩa là ký ức, con người có khả năng lưu ký ức không có có chính xác và sai lệch chứ. Khi sau khi đọc cuốn sách đó thì ta cũng cảm nhận là không biết là những cái ký ức của mình đang lưu đây có thật sự là đúng hay không. Đôi khi là mình đã không có nhìn chính xác rồi, mình không có diễn đạt đúng cái bối cảnh thật sự, hoặc là nó đôi khi nó trộn lẫn với một giấc mơ nào đó như mày nói lúc nãy. Nên là thỉnh thoảng ta cũng thấy hay là cứ ngồi làm podcast thật là ghi nhật ký hàng tuần, đôi khi nó còn chắc hơn là cái chuyện mà mình ngồi đây mấy chục năm sau và ngồi nhớ lại, à ngày xưa mình như vậy, à mẹ như vậy, bà như vậy. Nó sẽ không còn chính xác nữa. Tất nhiên là ta mong muốn là cái sự chính xác trong cái ký ức của mình thôi, chứ còn thật sự thì cái người nghe câu chuyện của mình họ chỉ, ta đoán là họ chỉ cần cảm nhận cái sự thú vị hoặc là cái cách mình diễn đạt hay ho thì họ sẽ lắng nghe sâu hơn, chứ còn cái chuyện đúng sai đối với những cái thế hệ sau á, họ sẽ có cách khác để kiểm chứng, chứ không phải là cái lời mình nói thì họ có thể tin liền. Đọc câu chuyện ký ức trả xong rồi cảm giác mất niềm tin vào chính mình luôn. Đôi khi mình cảm giác là mình còn không tin được mình, thì đó nên là ai đó mà kể một cái ký ức nào đó của họ cho mình á, thì mình cũng thấy à nó thú vị, mình chỉ đánh giá ở mặt về truyền đạt và cảm hứng thôi, chứ mình không có đặt quá vào cái sự chính xác của cái ký ức của họ. Chỉ nhớ là hôm đó có ngồi nói chuyện về ký ức và khá là vui. Rồi là vậy thôi, còn những câu chuyện mà họ kể thì nghe được dường nghe. Nghĩa là Chưa chắc họ kể đúng đâu. đúng rồi, nếu mà họ đưa ra một cái keyword, một cái từ khóa nào hay á, thì mình sẽ tự search lại, mình sẽ research lại. Hoặc là đôi khi cái câu chuyện đó mang cái tính bế tắc hoặc là tiêu cực quá thì mình cũng sẽ mang cái năng lượng, cái cảm xúc ở đấy, chứ nó mình sẽ không có đi sâu vào cái vấn đề thông tin ở đó nữa. Họ còn cách đây cũng 5-10 năm về trước, mình chưa có cái đọc cuốn sách đó hoặc là mình chưa được có niềm tin như bây giờ, thì mình sẽ thường sẽ đi xoáy sâu về cái chuyện này, cái sự đúng sai trong cái câu chuyện của một ký ức của ai đấy, một trí nhớ của ai đấy, hoặc là một câu kể chuyện lại của ai đấy. Và cái chuyện mà mình tin vào những cái lời đấy thì nó giống như là mình tin một cái lời kể của một người KOL nào đấy, và mình tin rằng cái sự thật đó là nó đúng ấy, và mình mang cái sự thật đó mình sống và mình ứng dụng vô những cái chuyện khác mà mình không có tự kiểm chứng lại á, thì cái một ngày mình mới vỡ mộng ra, à hình như mình bị mắc một cái lỗi trong tư duy, đó chính là mình đã không kiểm chứng lại cái sự thật đó, cái người kể lại đó họ có thật sự là cái chuyện đó nó đúng như là họ kể không, hay là nó chỉ là một cái phần ký ức giả của họ. Đối với người kể, cho dù là nó là ký ức giả, đặt trường hợp đó ký ức giả luôn đi, nhưng mà cái ký ức giả đó nó, khi đã được não nó ghi lại thành ký ức rồi á, thì sẽ có rất nhiều những hành động, những thói quen,
hay là các văn hóa hay là rất nhiều thứ liên quan tới họ được phát triển dựa trên ký ức đó, dựa trên nền tảng đó. Niềm tin. Cảm giác nó là một cái điều gì đó cũng có khả năng là rất nguy hiểm đúng không? Ví dụ như là mình có một ký ức từ hồi nhỏ, ví dụ như nha, một ký ức mình bị bạo hành đi mà rất nhỏ, nhưng mà chẳng may đó một ký ức giả trong một ước mơ chẳng hạn, nhưng mà mình lớn lên mình nhớ là có hình ảnh mình bạo hành như vậy, thì cái cách mà mình sống, cách mình đối xử người xung quanh đôi khi lại thay đổi. Đúng rồi, mình luôn luôn cảm thấy bị tổn thương, mình luôn cảm giác là ai đó cũng sẽ bạo hành mình, như cái niềm tin mà trước đó mình đã nhớ, mình đã nghĩ. Có những cái lần á, cái này không gọi là ký ức, nó gọi tiềm thức nhiều hơn, nhưng mà có những lần mà mình ngủ dậy sau một đêm và đi làm trong một cái, hay đi sinh hoạt đi lại, đi học, đi học, đi chơi đi gì đó, trong một cái tẩm chát mà nguyên ngày hôm đó cảm giác rất là feel bad, nó có một cái nỗi buồn gì đó làm cho mình cảm giác mà nó không thoải mái. Cái cảm giác tương tự như cái chuyện mà bị mới làm mất tiền hay là bị điểm thấp cái gì á, cái cảm giác nó đeo bám nguyên ngày nhưng mà mình không nhớ được rõ ràng là mình bị cái gì, đâu có không, mọi thứ đang rất ổn, và nhiều khi tới trưa và tới tối gì đó bỗng nhiên nhớ lại đủ giấc mơ ngày tối hôm trước. Giấc mơ thường thường mình ngủ dậy không phải lúc nào cũng nhớ, nhưng mà đôi khi một cái gì đó nó nhắc lại, chỉ nhớ lại và nhớ là một cái sự kiện giống như sự kiện bị điểm không hay là quên trả bài hay mất tiền gì đó, mà trong giấc mơ, mà trong giấc mơ đó là khi mình chứng kiến cảnh đó là mình đã cảm nhận được là cái chuyện này nó sẽ để lại hậu quả lâu dài. Ví dụ như mình tưởng tượng bị mất tiền đi là phải đi cày tiền lại đúng không, sẽ không mua được đồ của mình muốn, hoặc là bị điểm không thì phải đi về phải mời phụ huynh hay là phải gỡ điểm hay gì đó, thì cái câu bản thân cái chuyện bị điểm không đó nó quên mất, thức dậy đã quên rồi, nhưng mà cái cảm giác nặng nề là những hậu quả sẽ tới của nó đó, đó lại vấn đề mình không nhớ được câu chuyện gốc, cho nên là chỉ giữ cái cảm giác nặng nề đó cho tới lúc đó, mình nhớ ra được cái câu chuyện gốc là một giấc mơ. Nói à thì ra mình thấy giờ mình buồn bởi vì mình đang lo lắng cái chuyện này. Và sau đó thì mình cảm thấy vui trở lại. Giống như bỏ được một gánh nặng. Có câu chuyện mà những người phải tìm tới thôi miên á để mà họ tập trung. Mình hiểu theo thôi miên gọi là đúng bản chất khoa học của nó là đưa con người vô trạng thái là tập trung. Tập trung cao độ hơn bình thường. Họ tạm thời tách khỏi thế giới xung quanh để họ tìm lại thế giới bên trong của mình á. Không phải kiểu mà thôi miên rồi xong rồi có thể bay lên hay gì đâu, chỉ là họ đang tập trung và lúc đó họ có thể theo lý thuyết đó, họ có thể nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ cách rõ nét hơn, nó cũng là một cách để mà loại bỏ ký ức giả, họ nhớ được những cái chuyện xung quanh, những chuyện mà nó bị mờ rồi, những tình tiết xung quanh, và khi có tình tiết đó thì họ sẽ hiểu được logic mà của một cái tiềm thức nào đó trong của họ. Nói chung ta cũng rất là đồng ý cái chuyện là mình cần một cái sự tập trung để mình nhớ lại cái ký ức chính xác nó là gì. Bây giờ cuộc sống nó có nhiều cái bận tâm và cái sự quan tâm của mình nó nhiều hơn social nè. Ngày xưa ba mẹ mình chỉ có đi làm ở công sở hoặc ở nơi làm việc rồi tiếp xúc với hàng xóm và con cái là những cái mối quan tâm mà gần, và họ họ chỉ có ba mối quan tâm ví dụ vậy, ba hoặc bốn thôi. Nhưng mà bây giờ khi mà có mạng xã hội rồi có báo chí rồi có phim truyện có giải trí rồi có thể thao quá nhiều cái mối quan tâm, nên là đôi khi cái ký ức của mình nó sẽ để mà nó lưu một cách chính xác thì nó khó hơn, mình nghĩ là vậy. Nghĩa Thời là nay thì chuyện lưu ký ức nó dễ hơn, mình có nhiều phim ảnh, nhiều tài liệu, có nhiều cái để quay quá, có đi ra có nhiều cái để ghi thời điểm này, cái mình nói đang nói là cái lưu vô trong cái não của mình á, lưu và xuất ra khó chứ. lưu lắm tại bây giờ mình bị distract liên tục. Mình có quá nhiều bận tâm cái đó là mình. Xã hội bây giờ đòi hỏi con người multitask rất là dữ, ngay cả cái chuyện ví dụ như vừa làm việc mà vừa gọi TikTok hay là lướt Facebook là cũng là multitask, và cái não khi làm multitask vậy là không có gì lưu lại trên. Mình nghĩ là nó có lưu nhưng mà cái kiểu mà xuất ra chính xác đó là đôi khi nó lưu lại và chồng chéo ở những cái thông tin khác nhau á, nên là khi mà xuất ra khi mà kể lại cái vấn đề đó họ sẽ kể nó hơi bị trộn lẫn bởi những ký ức khác hoặc là nó trở thành một ký ức ảo.
À, nhắc tới cái chuyện lưu trữ thì công nhận bây giờ đầu mình có thể là trong quá nhiều thông tin như vậy thì trí não của mình nó không có luôn tốt, nhưng mà các thiết bị điện tử hoặc là các dữ liệu trên đám mây thì nó hiện đại hơn. Con người có thể lưu trữ nhiều thông tin, nếu mà mình không nhớ thì mình có thể lưu bằng những cái thiết bị đấy. Ngày xa xưa thì người ta cũng hay lưu bằng viết lại trong sách, viết lại sách, viết lại nhật ký, hoặc là cũng có bây giờ thì có record nè, có ghi âm, có quay phim, có chụp hình, rồi tải dữ liệu lên đám mây, trên máy tính hoặc điện thoại vân vân. Có lẽ bây giờ thì nó tiện hơn, giải phóng bớt cái phần ký ức cho con người mình. Những cái phần mà lưu trữ đám mây, ví dụ như cái cloud của Zalo đi, là một trong những tính năng được xài nhiều nhất hiện giờ. Khi mà cây nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó hay cần ghi chú lại một thông tin gì á, nhanh nhất là lên MyCloud viết lên đó. Viết nó sơ sơ mà một chữ lên đây, Ta tại cũng bây hay giờ mình rất dùng. rất là dễ quên, giờ nhiều thông tin quá rất dễ quên, và cái cách ghi chú lên MyCloud là nhanh nhất, tại vì điện thoại lúc nào cũng cầm tay, gõ gõ về chữ nó là nhanh nhất. Thật ra nếu mà nói nhanh hơn á, nhanh hơn nữa là giống như mấy ông điều tra phá án á, mà ông nghĩ ra ý tưởng gì ông có máy ghi âm ông để ông nói vô đó, và sau khi mà về mà tới lúc mà ngồi cần sự kích á, là sẽ ngồi bật lên ngồi nghe lại từ đầu, trong lúc đang nghe lại toàn bộ những cái suy nghĩ của mình á, nhiều khi là ở đây tổng hợp được một góc nhìn tổng tổng thể và ông nghĩ được cái lý tưởng logic hơn. Tuy nhiên là đi tại hiện giờ ta sẽ cái đó nó không hiệu quả, tại vì không có sách được. Ví dụ như là ta có ý tưởng như nó đó, hoặc ví dụ như là đang làm một dự án rồi đi, có một idea dự án đó hay những điểm cần lưu ý, nói lên trên đó ghi lại. Nhưng mà tới hồi mà cần sách lại, nhớ hôm bữa hình như là có nói cái ý này, các bạn ý này rồi nè, đâu sách lại được đâu, không lẽ ngồi nghe lại từ đầu. Có điều bây giờ cái công nghệ mà như Zalo á, mình nhắn tin bằng ngôn ngữ thoại á, tức là mình nói mình ghi âm vào và gửi cho người khác, nó cũng đã có AI nó dịch ra thành tiếng Việt luôn rồi, tiếng Việt tiếng Anh này luôn, nó phiên âm thành chữ được. Như vậy thì trong tương lai ta nghĩ là sẽ chắc gần thôi, sẽ có khả năng search được trong một cái đoạn văn á, là mặc dù là ví dụ một câu nói đi, một bài podcast đi, tôi nghĩ sẽ có tính năng mà nó podcast tiếng đồng hồ. Mình nhớ là có một cái ý người ta nói về, ví dụ như nói về MyCloud đi, thì gọi lên trên podcast đó, tao search từ MyCloud, nó sẽ tìm tới cái khúc nào, phút giây phút thứ 20 hay cái gì đó, chắc chắn là sẽ có tính năng này, trước sau cũng có à. Tại hiện giờ theo tao hiểu thì có hai hai trường phái thích đọc và trường phái thích nghe. Như tao là tao quen đọc rồi thì tao lại không có quen nghe, tại vì muốn nghe nhanh nên muốn skip gì nó khó, muốn search không không được. Nhưng mà nếu như mà có tính năng search và muốn nghe tới cái điểm mà mình đang muốn coi á, thì có khi tao chuyển qua nghe, dù sao tốc độ nói nó nhanh hơn nhiều so với tốc độ đọc và viết. Tuy nhiên thì tao có nhớ một một lần là tao có ngày trước có còn 360 độ, tao cũng khá ghi khi Yahoo 360 đúng không? đúng rồi, tao có ghi khá nhiều blog ở trên đấy. Nhưng mà tới một thời điểm thì kiểu cái chủ của cái trang mạng đấy họ bán, hoặc là nói chung là nó không còn sử dụng nữa, và nó trả hết lại dữ liệu đấy cho tao, và tao dồn cái dữ liệu đó, tao cũng không biết giờ tao nên lưu trữ ở đâu được nữa, chứ coi như là mất luôn. Thì là nghĩa là tao cũng hơi lo lắng trong cái chuyện lưu trữ trong đám mây, hoặc là trong các trang mạng xã hội, hoặc là các ứng dụng mà người ta đang thiết lập, bởi lẽ nó cũng sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định nào đấy, có thể là do công ty phá sản, có thể là do dung lượng nó không còn đủ nữa, người ta phải delete bớt. Mình không có chắc được là ký ức hoặc là những cái thông tin mình lưu trữ nó sẽ là mãi mãi. Tao cảm thấy nghĩ tới đây tao cảm thấy hơi buồn, cảm thấy là thiệt ra là ký ức mình nhớ thì cuộc chị đã giao cho mình, và mình mong rằng nó có thể đi lâu nhất có thể. Nhưng mà cho dù là hiện đại tới bao nhiêu thì tới bây giờ thì cái cảm giác mà sẽ tới lúc nào đó thì cái thông tin nó cũng là hữu hạn thôi, nó cũng sẽ tới lúc là không còn nữa. Đúng là ký ức của mình thì nó cũng chỉ cho mình thôi. Nếu như bây giờ mình có một cái máy nào đó trích xuất được thông tin từ não mình ra, lưu hình hình vọng hình ảnh văn bản thì nó lưu lại hết đi, thiệt ra chủ yếu là mình coi chứ người khác đâu coi ký ức mình làm gì, trừ khi là mình tội phạm hay là một cái nhà tâm lý hay gì đó,
hay là coi mình rồi cái suy nghĩ đẹp gì đó đang muốn tán thỉnh nhau thì sẽ muốn biết kiểu của nhau dạng này. Còn nếu như mà ví dụ bây giờ mình già tới năm mình 80-90 tuổi hay mình chết rồi đi, thì trừ con cái của mình ra thì tới một đời tới cháu mình người ta cũng chẳng cần biết trước của ông nội mình đã gì, có nghĩa là có đem ra có lưu trữ gì nữa thì trước sau thì ta nghĩ khả năng cao nó cũng sẽ bị xóa mất, quên lãng mà xóa mất. Buồn nhỉ. Ồ. Như câu chuyện sáng nay mình nói đó, trên Zalo có những gần đây báo hay nói là ví dụ như là hai bố con là rất hay nói chuyện bằng Zalo và rất nhiều kỷ niệm lên đó, rồi sau này tới hồi ông bố mất á thì con gái là cố gắng giữ kỷ niệm đó bằng cách là giữ cho cái tài khoản của ông bố không bị ông ba là không bị ngừng hoạt động, là phải đăng nhập thường xuyên. Lúc đó thì ký ức đó sẽ còn gọi là ký ức hình ảnh, còn nếu mà không quên đăng nhập vô trong một khoảng thời gian và cái sim đó nó ngừng hoạt động, sim nó cấp cho người khác thì tài khoản nó sẽ ngừng hoạt động và toàn bộ tin nhắn xóa hết. Lúc đó ký ức chuyện ba nó chỉ còn trong đầu, có nghĩa là cái chuyện mà ký ức mà đưa ra ngoài lưu trữ thì nó vẫn không có gì đảm bảo, nó vẫn có thể mất. Nghĩa là cái gì nó cũng hữu hạn, nó cũng có khoảng một thời gian mà nó sẽ phải rời đi đúng không? Đúng. Một lúc nào đó người ta không còn nhớ tới nó nữa thì sẽ mất. Không còn nhớ và không còn cần tới nó nữa. Xu hướng chung là những cái gì mình mới mất đi á, mình sẽ muốn nhớ ký ức của nó về về nó nhiều nhất. Rồi trong dần dần á, tới hôm nó quen với cái chuyện mà nó mất rồi á, thì nó ký ức nó nhạt đi dần dần dần. Lâu lâu thấy xuất hiện lại một lần, à, thấy vui vui là gì á. Nhưng mà mình cũng chấp nhận cái chuyện là nó sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nó có khả năng đây là lần cuối cùng xuất hiện lại. Nhắc tới lần cuối cùng mày có nghĩ tới điều gì không? Nhiều thứ lắm. Hôm bữa mình có nói chuyện về lần cuối cùng, hình như có mình có lên trên reel của Facebook luôn đúng không, story gì á, mình không biết khi nào là lần cuối cùng của chị gì đó mình làm. Ví dụ giờ mình có đứa con gái nói một ngày nào đó sẽ là lần lần cuối cùng mình chở nó đi học nha, cái đó thì dễ biết hơn, nhưng mà mình nói nó dù chở đi chơi đi một lần, đây là lần cuối cùng mình chở nó đi chơi, mình không biết lần cuối cùng là khi nào, nó sẽ giãn dần 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 ra và một lần nào đó sẽ là cuối cùng. Hoặc là hôm bữa mình đi ngoài đường mình thấy trời, mình nói thấy trời no bay hay cái gì á, thì mình nói là thấy mùa thu đi, khi mình tưởng tượng mình già 70-80 tuổi đi, lúc nào đó nhìn thấy mùa thu lá rơi hay gì đẹp đẹp á, mình sẽ không biết được là đây là cuối cùng là mình thấy, nhiều khi năm sau chết mất rồi, mình không biết được lần cuối cùng là cái gì, là khi nào là cuối cùng cũng cái chuyện gì đó. Tới ký ức và lần cuối cùng thì làm tôi nhớ cái cày lúc cái cày phía trước nhà mình mới vừa bị đốn. Có lẽ là cái năm năm ngoái là cái năm mà mình lần cuối cùng mình thấy những cái cánh trò nhỏ bay trước nhà mình, và năm nay thì nó không có ra bằng một cách kỳ diệu nào đấy thì nó đã không có ra Giống như nguyên nó biết trước rồi. và nó không ra bây giờ, nó đã bị thay thế bởi một cái cây khác rồi. Cái hình ảnh của mình về cây đó bắt đầu bây giờ mình không còn nhìn thấy nó nữa. Nếu như mình có những cái tấm hình chụp về nó, chụp nó còn nguyên vẹn á, thì đó là cách để mình nhớ hình ảnh đó. Còn nếu như mình không nhìn hình ảnh đó là mình nói trong khoảng 5-10 năm nữa đi, mình sẽ nhớ hình ảnh cây đó nó không giống thực tế. Nghĩa là não mình nó không Não mình nó còn. sẽ một cái khác. Ta chỉ có một ký ức là cây đó là ở nhà là gọi cây lưng gù. Tại từ hồi mà ta bắt đầu biết nhớ á, là ở nhà này từ lúc mới sinh ra. Từ hồi ta bắt đầu biết nhớ là ta thấy cây đó rồi. Và hồi đó ta nhớ có hỏi ba mẹ là tại ba mẹ gọi là cây lưng gù, hỏi sao nó gù, ý hỏi sao đặt tên vậy, bởi thì tại vì cái cây nó không có thẳng mà nó cây nó cái gốc nó chạy lên một chút rồi xong gặp khúc, thì nó là ba mẹ nói chắc hồi xưa có ai đóng cái gì vô, đóng cái cây gì vô đó, lúc mà nó đang phát triển lên nó có ai đóng một cái thằng sắt hay một cái gì đấy nha, có ai đóng cái gì vô đó cho nên nó bị trật hướng, nó gãy khúc với đó, nhưng mà nó vẫn xong rồi nó vẫn phát triển ra một cây rất là lớn. Trung tâm tất cả những cây ở đây, cây đó là cây đặc điểm mà nhận dạng riêng nhất và rốt cuộc nó lại ra đi. Nếu như là những cây lớn đối diện á, thì ra đi á, thì không có buồn bằng cây này, tại cây này là cây đến đặc điểm hữu hành nhận dạng từ nhỏ, mấy cây này chắc phải 80 tuổi hơn, từ thời Pháp giờ mà
có mình lên sân thượng mình có thể thò tay ra để hái được mấy quả chà nâu của nó Đúng rồi, hồi xưa mình nói là anh lớn lên rồi xong lên cho hái, nhưng mà từ lúc anh ra nó không rơi nữa. Để coi là mùa hè tiếp theo nó có chỗ nào rơi không, trong khoảng 1-2 năm gần đây sao nó không rơi, khí hậu biến đổi rồi dần dần nó thành ký ức hết. Dần mấy cái này nó cũng sẽ là chỉ còn là ký ức của bọn mình thôi, chứ còn con cháu của mình sau này nó sau này có khi là nó là ký ức khác rồi, nó không còn là ký ức Trăm năm nữa đây nhiều không có mấy cây này đâu, nhiều khi chắc không. ngày xưa. Báo viết về cái chuyện người ta chặt cây á thì ta thấy cũng buồn, thấy cũng có một cái sự, cũng có nhiều người lên tiếng để ngăn cản cái chuyện đấy. Nhưng mà đối với bản thân tao thì khi nghĩ cái thấy cái chuyện đấy thì tao cảm giác là đôi khi lên tiếng để cho mình cảm thấy là cái tiếng nói bên trong mình được nói ra thôi, chứ cái những cái cây nó tới thời điểm cần phải chặt thì chắc chắn nó phải chặt ấy. Chỉ là buồn khi là bản thân mình đã sinh ra và lớn lên và chứng kiến được cái cảnh nó phải chết đi á thì mình sẽ buồn, tại vì những người thế hệ trước mình chẳng hạn, ví dụ như ông bà của mình cũng thấy cái cây đó nhưng mà họ không có chứng kiến nó chết đi, họ chỉ chứng kiến những cái thời gian nó sinh trưởng lớn lên và tươi mát thôi, thì họ lại có một cuộc đời rất là happy với nó và họ cảm thấy là à, họ khi mà nhớ tới Sài Gòn, nhớ tới những con đường cây, họ chỉ nhớ tới một cái hình ảnh đó là những con đường tươi mát, con đường rất là nhiều cây xanh mát mẻ, chứ không phải là những con đường bị chặt rụi cây. Thì ký ức của họ nó sẽ khác của mình. Thế hệ mình là thế hệ sinh ra để lưu trữ những cái sự tàn, sự ra đi của những chiếc cây. Trong truyện mà Lát Sắt á, bác sĩ quái dị á, có một cái chuyện gần giống vậy, là một ông lão ở một cái làng đó, mà nhà ông có cây cổ thụ rất là lớn luôn rồi, nhưng mà cái cây đó là thứ nhất là người ta đang chuẩn bị ông đã lớn lên với cây đó, ông từ nhỏ xíu, bây giờ ông nó già lắm rồi, và cây đó là giống như của người bạn trong cả cuộc đời của ông. Mà cái cây đó bây giờ nó một, nếu tôi nhớ không nhầm nha, cây đó là một và xung quanh đó người ta đang chuẩn bị làm giống như xây nhà xung quanh đó, thì bắt buộc họ phải chặt cây đó. Ta không nhớ cái tình tiết có cây một hay không nha, nhưng mà có xây nhà và người ta bắt buộc phải chặt, và ổng là đấu tranh, ổng muốn dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho cây giống như là người bạn của ổng. Và tới cái lúc mà ổng nhận ra là ổng không cách nào bảo vệ được nữa thì ổng lên treo cổ trên cây đó, ổng đem rượu em đem đồ này nọ tới ngồi giống như là ngồi ăn uống nói chuyện, giống như nói chuyện một người bạn nhé, ổng nói chuyện nguyên đêm đó với cây, là ông treo cổ lên cái nói là vài bữa mày cũng đi, vài bữa anh cũng đi, hồi tôi đi trước, tôi đi trước anh. Nhưng mà ông treo cổ rồi xong được bác sĩ cứu, ông vô phẫu thuật ra đây tại vì não ngừng tim ngừng đập rồi, nhưng mà phẫu thuật cứu lại được. Và tới lúc mà ông tỉnh lại hình như là cây đó đã bị chặt rồi, ông treo cổ ngay một ngày trước khi cây đó bị chặt, thì cái lúc mà được cứu sau ông tỉnh lại thì cây đã chặt rồi. Nhưng mà ông nhờ ông bác sĩ là chở ông tới một cái nơi cách đó khá xa, nói là ông không biết rõ đường lắm, nhưng mà ông đi về hướng đó về đó là xong lên một cái núi, ông lên đó và ông nói đây, cái tôi đang kiếm cái này, có một cái cây, một cây mọc khá lớn rồi đó, mà có một cái thân của nó có một cái sẹo màu trắng, nó do bị sét đánh nhưng mà nó có một cái sẹo màu trắng. Ông nói lúc mà ông treo cổ mà ông ở trạng thái nửa sống nửa chết á, giống như ông nói chuyện được cái cây đó, thì cây nó nói là một trong những cái hạt giống mà được đi á, đang một cái cây lớn ở trong núi cách đó khá xa, nói giống như là hậu vệ của tôi á, Con cái hả? nhờ anh chăm sóc cái cây đó. Và ông tìm ra đúng là thấy ông thấy đúng cái cây trong tiềm thức của ông. Nhắc tới mấy cái cây cổ thụ á thì tao thấy là những cái cây cổ thụ là những cây mà cái hạt giống của nó bay rất xa, nó không thể mà nó không có thể nào mà ở gần được, hoặc là đôi khi là chim chóc nó phải mang cái hạt đó đi rất xa để mà những cây đó nó có thể lớn, bởi nó cần một cái không gian lớn hơn những cái cây cỏ. Nhưng cái cây cỏ thì nó chỉ cần hạt nó bay gần gần đó để nó sống như là một cái quần thể gần gần đó là được rồi, thì cái thân nó không có cần lớn. Nhưng đối với những cái cây cổ thụ thì công nhận nó cần phải đi xa để mà nó phát triển cây lớn hơn. Cái hình ảnh này nó làm cho tâm nghĩ tới cái chuyện là những người mà làm lãnh đạo, những người làm lớn, những cái thế hệ con cháu mà muốn làm lớn á, thì họ phải đi xa so với cái thế hệ gốc rất nhiều. Còn nếu như họ vẫn ở trong cái thế hệ gốc đó thì họ,
họ sẽ rất khó để phát triển thành một cái cây bự so với lại cái gia đình của họ. Tự nhiên nhân nhân đánh tới đó thì cái hình ảnh đó nó xuất hiện. Cái cầu thủ thì nó rất là cao, và cao thì gió sẽ thổi bay xa hơn, gió lớn hơn thổi bay xa hơn, nó mới vướng lại, và nó cũng rất nhiều hạt giống. Và quan trọng là nó cần một cái không gian lớn hơn để nó có thể phát triển bự ra. Ví dụ như bây giờ nó mọc một cái cây cổ thụ mà nó mọc cái hạt gần đây chỗ sát chân nó thì cái cây mẹ nó cũng đã lấy hết cái nguồn dinh dưỡng và chất để cái cây con nó phát triển. Hai cây quá lớn không ai nằm cạnh nhau được, những cái lớn vừa vừa thì được, như trong rừng thì cây lớn vừa vừa nằm cạnh nhau nhưng mà nó phải đan xen nhau một chút, chứ là cũng không thể là cùng một loại cây nằm cùng chỗ. Quay lại còn chuyện ký ức thì không biết là mày còn có cái suy nghĩ hoặc idea gì về cái chủ đề này không ta? Bản thân cái ký ức là mình một cái điều mình người ta hay nói là mình không nên sống trong quá khứ, cho nên đó là phải có một cái chuyện nó tác động tới mình mới nhớ được trước, hoặc là thường thường hoặc là trong một cái lúc mà đang happy hoặc đang rất buồn đó, thì mình nhớ được trước, có nghĩa phải có hoàn cảnh ngoại cảnh tác động, chứ ít khi nào đang ngồi đang rảnh không làm gì hết trơn tự nhiên nhớ lại chuyện cũ đâu, nên phải có không gian có tâm lý phù bầu không khí phù hợp, nhưng mà nó ít, đa số mình sẽ sống hiện tại, có khi mình sống tương lai nhiều hơn. Thật ra bây giờ mình ít sống trong hiện tại lắm, toàn nghĩ ví dụ như nghĩ trưa nay ăn gì rồi xong rồi tối nay chơi gì, lễ đang đi làm đi, đang đi làm nghỉ chạy lễ đi đâu chơi, rồi dù làm dự án đó nhà này chị nào gửi là tiến độ, phải là mình sống trong tương lai không, không sống trong hiện tại ít và trong quá khứ thì ít, gặm nhấm quá khứ mà nó nên như vậy. Nếu chúng ta mà cứ nghĩ quá nhiều về qua ký ức thì nó khó, Nó khó cho bản thân mình. không khó sống tiếp. Bản thân ta thì tao thấy cái chuyện mà dành thời gian remind nghĩ về bản thân mình trong một tuần qua cũng là đã đủ rồi. Còn những cái thời gian mà một năm qua thì chỉ có một năm mỗi nghĩ một lần thôi chứ cũng không cần nghĩ quá nhiều. Như mày nói đó, nó phải có một cái cảm xúc hoặc là một cái ngoại cảnh nào tác động thì mình mới nhớ liên tục, mình mới nhớ về cái bối cảnh đó thôi. Còn cái chuyện mà mình review lại ký ức mình đó thì như bản thân tao thì review lại để mình coi thử là cái hành trình sống của mình đó, mình đang follow đúng cái hệ giá trị của mình hay không. Ví dụ như là sau một cái tuần trôi qua như vậy thì ta thường ngồi lại coi thử là một tuần qua mình có những cái chuyện gì mà mình cảm giác mình chưa giải quyết được, và mình giải quyết có cái cách nào giải quyết hay hơn không, thì đó là cái cách mà ta review lại cái ký ức của mình bằng cách là record làm podcast hoặc là đôi khi ngồi trao đổi với mày để mà mình xem xét lại một chút xíu vậy thôi, chứ chứ nó là lưu trữ hoặc là nếu quay là daily vlog thì không có. Mà tao đấy thì cái chuyện mà ghi ghi lại nhật ký từng ngày một cách chính xác thì tao nghĩ chắc cũng khó nữa, tại vì mình còn thời gian để mà phải sống cho những cái chuyện khác nữa, mình phải không thể nào mà ngồi ghi lại mà không có biên tập hay là Mà đó. lắm mình làm cái đó được một hai ngày là chán à, Mà đợt mình thật ra mình đâu phải ngày nào mình cũng muốn ghi lại đâu, cũng có những cái lúc mà mình không muốn làm gì cả đúng không? mình có những ngày mình không muốn nhớ tới luôn. Không muốn nhớ tới cũng quên đi. Trong chuyện Doraemon có cái chuyện đó, Nobita đã viết nhật ký rồi xong rồi Doraemon hỏi mày viết kiểu gì mà dùng ngày đầu tiên ghi dài, rồi xong càng lúc nghĩ mày theo ghi càng ít, rồi xong trong khoảng 6 7 ngày hôm nay mày không ghi gì luôn vậy, nên tao ghi được mấy ngày đầu xong tao chán làm biến, không phải bữa đầu còn thường xuyên giờ làm biến ghi, nói giờ là giờ bắt đầu vô còn ghi lại tao cũng không nhớ được mấy bữa trước cái gì xảy ra, đi trễ 2 3 ngày hôm nay tao nhớ được gì tao ghi cái đó, mà làm biến ghi lắm, mày có cái nào có cái bút nào mà nó ghi, vô nó ghi giùm tao luôn không, mà Doraemon nó có cái bút đó đưa Nobita cầm nó để vô cái nói với lại ký ức, nó ngồi nó ghi lại và chính xác nghiệm nó làm gì mà viết văn rất là hay như ChatGPT vậy, chứ đầy đủ và rất là hay, đưa cảm xúc đúng luôn, đúng mình cảm xúc luôn đấy, à đúng rồi bữa đó là có cảm xúc này nè, mà tao ghi nó diễn tả ra đúng chứ tao tự viết không được, và viết viết hồi xong rồi, hay quá viết là như là được kịp rồi đuổi kịp rồi ghi hết ngày hôm nay luôn rồi, nói, ủa bữa nay mới bữa sáng sao mà ghi hết ngày hôm nay,
nó, ôi hay vậy, nó giết tương lai luôn mày. Quá lố À, đưa bỏ nó kêu bút hay quá, nào giờ tao không biết có tính năng đó luôn á, tao cho mày mượn tao mới biết. Tao không biết là nó có tính năng mà giết cả tương lai, setup nó ngày nào nó giết luôn ngày đó. Tự nhiên được từ một cái bút mà ghi nhật ký nó thành dự báo tương lai luôn. Rồi hay đọc coi ngày hôm nay cái gì thú vị, đọc lên nó nói gì mà 15 giờ bị sếp bị thắt cổ chết, thì cuối giờ là bị cuối ngày bị sư tử thay thế. Nói gì gì mà sao toàn ký ức vừa kinh khủng cái gì mà cũng hay. Ý em muốn nói là nếu như mà cái chuyện mà ghi lại á, có cái máy nào ghi cho mày á thì ghi, còn cái chuyện mà mình ngồi mình viết lại mà ký ức của mình trong nghề đó nó nghĩa mau chén lắm. Mà bản thân tao khi mà thế giới hiện đại thì tao nghĩ là tương lai cũng sẽ có kiểu như vậy, nghĩa là sẽ có những cái con AI nó có thể tự động ghi tất cả những cái hoạt động, những cái cảm xúc của mình một Người cách tự động. người ta suy nghĩ vậy nha, mình có cần một con AI làm chuyện đó không? Cái mục đích mình viết một ký hay là podcast để làm gì, đâu phải là mình cần ghi lại đâu đúng không? Mình cần được nói ra cái memory và cái feeling, cái suy nghĩ của mình, Mình cảm giác là tự tâm chủ, trạng của trong mình. cảm giác tự chủ khi làm điều đấy, kiểu Tao là nghĩ không khác xíu, gọi là đôi khi mình có những cái tâm trạng, có những cái suy nghĩ mà nếu mình không được nói ra, không được viết ra, nó sẽ chất chứa trong người. Những cái suy nghĩ mà nó không được tích cực lắm, khi viết ra nó sẽ nhẹ bớt, khi nói ra nó nhẹ bớt. Thì cái chuyện mà tưởng tượng có một cái con AI nó kết nối với đầu mình, nó viết ra giùm mình, tôi nghĩ là mặc dù đó là suy nghĩ kiến của mình nhưng mà nó không giúp mình giải tỏa được gì. thì theo ta hiểu ở đó là quyền tự chủ của mình đó. Mình không có thể hiện được quyền tự do, là ai đó là làm cho mình thì mình sẽ không, mình mất đi cái quyền tự chủ của bản thân mình mất đi quyền kiểm soát cái bản thân mình đó. Tại vì người đó làm cho mình rồi thì mình không có cảm giác là à mình đã tự chủ trong cái chuyện này. Mà khi mà mình tự nói ra, tự viết ra thì ít ra cái quyền tự chủ của mình nó được đang được duy trì, nghĩa là nó đang nhắc mình là à mình vẫn là mình. Thì ta nghĩ là nó đang như vậy. Cho nên là có con AI đó nó cũng có hiệu quả. Ví dụ như mấy ông mà tỷ phú hay gì đó, đi già mấy ông với hồi ký bán kiếm tiền đi, cuốn sách đi, thì cần cái con đó. Thì công nhận mấy mấy người đó thì cần thiệt. À, còn nếu mình viết nhật ký để mình hay là podcast á, mà có cái máy làm như vậy thì nó không có đúng nhu cầu mình đó. Chị Nô Nanh có đó nha, chị Nô Nanh lên đến năm 1970 mấy á, Chị mà đó Nô Nan đó. à đúng rồi, mà nó có ước bác của Donald là ông là người giàu nhất thế giới, có một cái ông giàu nhì mà ông đó ông viết sách dạng gì đó, viết hồi ký gì đó, ông bán mà bán chạy quá tới mức mà nếu mà để thêm một hai tuần nữa là ông sẽ thành người giàu nhất thế giới. Thành ra ông này ông bác Donald ông cũng phải tìm cách viết viết để bán này cho nó tăng thu nhập, nhưng mà không có nhận viết quả không được, thì phải làm ra có trong người nhà có ông bắt học á, làm ra cái máy để mà đọc ký ức để viết, ngủ đêm tới sáng nó viết đầy đủ hồi ký luôn. Cái vấn đề là khi mà viết ra được cái đó là mình ngồi tự viết á, mình chọn lọc được, còn kia nó viết ra, nó viết những cái chuyện mà không nên viết, không nên nói. Cũng đúng. Giống như là trong đó có ký ức mà lúc mà ông còn làm trong hầm mỏ, ông có gặp một phụ nữ và ông nói hẹn là sau này mà nếu mà có duyên gặp lại kết hôn á thì sẽ chia nửa gia tài cho bà đó. Và với cái bài đó là búp lít ra hay mẹ luôn, tại ông lên đang là người vũ khí giới. Hận đúng không? Hối hận những cái gì mình đã làm. Mà đúng là sau đó cái một muốn đi hủy khúc đó nhưng mà bởi vì rất là nhiều mistake nữa sau đó, cho nên là cái bài đó được bứt ra nguyên câu chuyện đó là để xử lý phần đó, nên đây là mình nếu mình dựa vô một con AI mình cũng nguy hiểm đó. Nó biết mình phải đọc lại, nhưng dùng dùng nó để biết Mình phải lựa chọn lại những cái đọc gì lại mình muốn muốn lưu lại có đúng không? những cái chỉ nên là ký ức của riêng mình. Nghĩa là mình không muốn nói ra đúng không? Có những cái tiếng nói không muốn cất lên đúng không? Đúng rồi, không ai chuyện gì cũng nói ra được, mỗi người đều có một cái phần mà phần riêng, phần bí mật, về phần mảng tối đi, nó không có ảnh hưởng gì quá nặng nề, nó không phải như là ký ức một tội phạm hay gì đó, nhưng mà không, có những thứ không nói ra thì tốt hơn. Bài hôm nay cũng khá là dài nhỉ. Tại mình nói rất là đang mang chủ đề. Cũng là được 40 phút rồi đó. Yes. Vậy đoạn cuối này mình cũng muốn nói thêm cái gì để ending cho cái podcast lần này không?
Tao đang suy nghĩ là cũng có chờ ký ức á, là ví dụ như là 10 năm nữa, em nói gì già đi, mình có nhớ là những ngày mình ngồi làm podcast nói gì chủ đề ký ức không? Nếu như mà nó còn ghi lại trên YouTube thì hoặc là trên Spotify thì mình biết là có. Nhưng Có mà lẽ mình sẽ không tự kiếm nó ha, tình cờ mình sẽ, nếu nó còn mà tình cờ mình thấy xuất hiện nó, à hồi đó vui ghê. ta cũng đoán vậy. Vì đôi khi những cái thứ mà nó quá lâu như vậy và nó cũng không, nghĩ là nó sẽ có, nếu không có cái bối cảnh nào để mà nó bắt lại thì cũng là trôi đi Hoặc là tới rồi con cái mình tình cờ nhìn thấy nó, ồ sao ba mẹ làm mấy này vui ghê, á. ba mẹ để râu ghê. Ok. Podcast này chúng ta cũng nên dành sự cảm ơn dành cho bạn bạn nhỏ để cố gắng tự chơi trong 40 phút để ba mẹ làm podcast. Đúng rồi. Chắc giờ cũng trưa rồi nên là mình sẽ dừng cái podcast ở đây để là ăn trưa và dành thời gian lại cho bạn nhỏ ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tới tập và mình và bạn cô lát của mình cũng phải đi ăn trưa đây. Hẹn mọi người lại tập cô lát tiếp theo của bọn mình. Mình không biết là cái tập này thì mọi người nghe mọi người sẽ cảm giác như thế nào, nhưng đối với bọn mình thì đó là những một trong những cái câu chuyện mà bọn mình hay trao đổi hàng ngày với nhau thôi. Có điều là hôm nay thì ngẫu hứng hơn, bọn mình sẽ record lại và chia sẻ với mọi người một chút xíu. Hy vọng là mọi người cảm thấy thoải mái vui vẻ khi mà nghe cái tập này. Còn nếu mà không thì mình cũng ok luôn. Bye bye mọi người nha. Bye bye.